Ok bạn, ok bạn, xong. Ok, ok nghe rồi. Đây bác sĩ nào cũng tận tình hết. Yeah. Em không biết lấy cái gì để đáp, cho nên là em đại diện cho dân thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn chân thành đến các bác sĩ tiếng ở ngoài kia luôn. Cảm ơn rất là nhiều. Mình cảm thấy cái đường chăm sóc mình quá tốt các, cho nên cái bệnh tình em nó phục hồi rất là nhanh. Trước khi em đi về thì em cũng có ý nguyện là ở lại làm tình nguyện, nhưng mà gặp bác sĩ nói là không, ở đây không thiếu, em về chỉ Bình Dương á. Bệnh viện Trung ương này rất là tốt, quan nghênh các đội y bác sĩ điều dưỡng.